Rồi, xin chào anh em nhé. Mới về một con DCF 892 hàng trưng bày nha anh em. Con này thì hàng trưng bày để cho anh em là 2.900.000 thân máy. Hàng bảo hành 3 năm bình thường nhé. Con này chưa sử dụng nhưng mà do trưng bày cái đầu nó bị reset này. Để cho anh em 2.900.000. Cho anh em nào mà chưa có bù lông thì anh em có thể mua thân máy kèm pin kèm sạc nhé. Anh em lưu ý nhé, giá này hàng trưng bày thì số lượng ít cho nên em sẽ bán kèm pin kèm sạc cho anh em. Anh em quan tâm đến bộ một máy kèm một pin 5A kèm một sạc thì có thể tham khảo nhé. Một máy kèm một pin 5A kèm một sạc nếu anh em có nhu cầu để anh em làm công trình. Và có thêm 709805 cho anh em, và Magita Milky một số mã. Rồi, cảm ơn anh em.